khái niệm về điều khiển giao thông được hiểu như thế nào là cảnh sát giao thông? Khi lái xe trong khu vực đô thị và đông dân cư, biển cấm còi, người lái xe được sử dụng còi từ 5 đến 22 giờ. Xin lỗi, từ sử dụng còi từ 5 đến 22 giờ tối, đúng rồi, ok. Người ngồi trên xe mô tô hay máy gầm máy gần máy khi tham gia giao thông còn được bấm kéo đẩy không được phép. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển lại là dưới đây: xe hạng C, xe ô tô chở người đến 9 chỗ, trên 9 chỗ, máy kéo trong tải trên 3,5 tấn. Tại nơi có điểm báo hiệu số báo hiệu cố định lại có bị tạm thời. Những trường hợp nào ghi dưới đây không được đi vào các đường cao tốc chở người, phương tiện thiết bị phục vụ cho việc quản lý bảo trì đường cao tốc, người đi bộ xe thô sơ, xe gắn máy, xe lái dùng có tốc độ thiết bị nhỏ hơn 70 km. Khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe phải xử lý nhanh chóng, đặt biển báo trên đường sắt cách tối thiểu 500 m để hai phía. Hà Nội gần nhất đồng thời về bằng mọi một. Khi tham gia giao thông trên đường không có biển báo cự ly tối thiểu 100, 120 là 100. Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu: đỏ, vàng, xanh. Hành khách có quyền gì khi đi trên ô tô vận tải được miễn cước 20 kg? Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp được cả hai. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm xâm hại? Khi điều khiển xe tăng số người lái xe chú ý những điểm gì đảm bảo an toàn, không được nhìn xuống? Khi điều khiển xe ô tô có hồ sơ tự động, người lái xe sử dụng chân như thế nào, không sử dụng chân trái? Khi điều khiển xe mô tô quay đầu, người lái xe thực hiện như thế nào? Bật tín hiệu báo rẽ trước khi quay đầu, từ từ giảm tốc đến mức có thể dừng lại, chỉ quay đầu lại những nơi được phép quay đầu, quan sát an toàn tất cả. Niên hạn sử dụng xe ô tô tải 255. Động cơ ô tô khởi động, hệ thống lái gặp trục trặc. Khi gặp biển báo, xe được rẽ trái. Khi gặp biển nào thì xe sẽ được rẽ trái biển 2. Gặp biển nào xe lao, xe signal, máy kéo được phép đi vào. Máy kéo được phép đi vào. Mỗi biển 1 thôi. Biển 2 cấm máy signal máy. Biển 3 cấm signal. Câu 20. Ba biển này có hiệu lực gì? Cấm trên biển phụ. Biển nào báo hiệu đường dành cho người cho xe thô sơ? Biển 1. Biển nào báo hiệu đường giao nhau các tuyến đường cung cấp? Biển 1. Biển nào sau đây kè vực sâu phía bên phải? Biển 2. Biển nào báo ý nghĩa gì? Gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá sạt lở, để báo trước nơi kết cấu rời ra khi phương tiện đi qua, làm cho biển đá rời. Biển nào không cho phép rẽ phải? Không cho phép rẽ phải. Biển rẽ trái thì rẽ trái, không được rẽ phải. Biển 1 còn hai bên kia đều rẽ phải được. Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt qua biển 1 và 2? Vạch dưới đây có tác dụng gì? Phân chia chiều chạy
À, chiều sẽ chạy ngược chiều nhau, chia hai chiều theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi, xe và xe khách và xe con, xe nào được quyền đi trước, xe mô tô đi trước. Những hướng nào xe ô tô tải được phép đi, trừ hướng 4. Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc, xe tải đúng, xe con đúng, mô tô sai, khách sai, tải xe con. Xe của bạn được đi theo hướng nào? Đi thẳng, rẽ trái khi đèn sai. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng? Xe tải đi thẳng, xe con là đi xe bạn. Và xử lý như thế nào khi lái xe ô tô và qua đoạn người không được vượt? Khi gặp người chưa bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý thế nào? Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ để sang xe phía trước. Kết thúc. Sai hai câu. Câu 4 là người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển xe nào? À, xin lỗi, hạng C chứ không phải là hạng C là trên ô tô tải máy kéo trên 35 vẫn là đến 9 chỗ, 9 chỗ trên, nhưng xe trọng tải là trên 35 tấn. Về 9 biển 3, xe nào biển là xe nam, xe đầu và kéo được phép đi vào. Biển 3 cấm xích lô vẫn đâu mà được phép đi vào. Biển 3 cấm xích lô mà. Câu này vẫn